Vừa qua, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia và tổng kết chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam thông qua hệ thống xúc tiến thương mại địa phương. Tại buổi tổng kết, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương cho biết, chương trình này do Chính phủ Thụy Sĩ hỗ trợ đến nay đã được triển khai thực hiện trong 5 năm. Chương trình đã không chỉ trực tiếp giải quyết các vấn đề liên quan đến hỗ trợ xuất khẩu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, mà còn tiếp cận đến cả những vấn đề của sự phát triển khu vực ở cấp quốc gia cũng như địa phương. Từ đó tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa hệ thống xúc tiến thương mại và cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy xuất khẩu, phát triển thị trường nội địa và kinh tế của địa phương. Chương trình này cũng đã được các chuyên gia quốc tế đánh giá tích cực về chương trình, được các doanh nghiệp thụ hưởng, hưởng ứng chia sẻ, thảo luận về những mô hình hoạt động thành công, bài học kinh nghiệm. Tại buổi tổng kết, Cục Xúc tiến Thương mại đã trao chứng chỉ cho các giảng viên nguồn về xúc tiến thương mại.